Vì sao khán giả vui mừng khi Á hậu Phương Anh không giành một giải phụ ở Miss International 2022? Thường thì cư dân mạng sẽ mong các đại diện Việt Nam giành thật nhiều giải phụ ở đấu trường sắc đẹp quốc tế. Nhưng riêng trường hợp này của Á hậu Phương Anh lại rất đặc biệt khi ai cũng cho rằng không có giải thưởng phụ này sẽ tốt hơn. Cuộc thi Miss International, Hoa hậu quốc tế 2022 đã khởi động và Á hậu Phương Anh đang được kỳ vọng sẽ giành thứ hạng cao để giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Cũng như các cuộc thi hoa hậu khác, Miss International có nhiều giải thưởng phụ và đầu tiên là giải Miss Vivid Japan, người đẹp quảng bá du lịch Nhật Bản. Thông thường thì khán giả sẽ muốn các đại diện Việt Nam giành thật nhiều giải phụ, như thế cơ hội lọt top 3 hay top 5 chung cuộc sẽ nhiều hơn. Nhưng mọi người đều mong Á hậu Phương Anh không trở thành Miss Vivid Japan của cuộc thi năm nay. Lý do vì kể từ khi giải phụ này được trao vào năm 2014, thí sinh nào chiến thắng đều không vào được top 20 chung kết Miss International. Điều này không chỉ đúng với các thí sinh nước ngoài mà hai đại diện của Việt Nam cũng từng rơi vào cảnh trớ trêu này. Năm 2016, Á Khôi Phương Linh, rồi Á hậu Thùy Dung, năm 2017, đều rất hạnh phúc khi được ban tổ chức chọn làm Miss Visit Japan và kết quả là cả hai đều dừng chân trước top 20. Chính vì thế mà khi nghe tin thí sinh của Tây Ban Nha là Miss Visit Japan năm nay, cư dân mạng Việt Nam đều rất vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người coi đây là điểm báo may mắn cho thấy Phương Anh nhiều khả năng sẽ tiến sâu ở Miss International 2021. Không chỉ có lợi thế về khả năng ngoại ngữ, Á hậu một Hoa hậu Việt Nam 2020 còn luyện tập các kỹ năng rất cẩn thận để sẵn sàng tỏa sáng trong các vòng thi.